Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 dự kiến có 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất được dự báo theo hướng nhận định lạc quan khi dịch bệnh được kiểm soát tại thành phố Đà Nẵng và Việt Nam vào thời gian cuối quý 4 năm 2020. Vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm thành công, cung cấp ra thị trường từ quý 3 năm 2021. Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động kinh tế, bằng việc triển khai các chương trình kích cầu nội địa, liên kết phối hợp kích cầu giữa các địa phương. Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng khách tham quan du lịch Đà Nẵng ước đạt 12,3 triệu lượt khách, tăng 1,4 lần so với năm 2019. Kịch bản thứ hai được đưa ra với dự báo theo hướng khi dịch bệnh được kiểm soát tại thành phố Đà Nẵng và Việt Nam vào thời gian quý 1 năm 2021. Vaccine được thử nghiệm thành công vào quý 4 năm 2021 để cung cấp cho người dân. Dự kiến lượng khách nội địa năm 2021 phục hồi khoảng từ 55% cho đến 65% so với năm 2019. Thành phố phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng khách tham quan du lịch Đà Nẵng ước đạt 11,6 triệu lượt, tăng 1,3 lần so với năm 2019.